Em đến thầy cách đây hơn 2 năm rồi. Tuy nhiên rằng là cũng là thầy cũng là người đầu tiên mà cho em cảm nhận được cái việc học tập nó quan trọng như thế nào. Mà từ trước đến giờ em đi học về phát triển bản thân đấy thì gọi là cũng chỉ học tự học ở trên mạng này, rồi là tự học những cái khóa free này. Thật sự là em luôn có một cái tâm thái rằng là đi học thì chỉ chốt theo thôi, Nó nhưng mà đi bị học cái kinh doanh thực chiến của thầy thì nó lại khác. Và khi em học xong ấy thì thầy cũng đã chạm đến cái cảm xúc của em luôn ngay tại cái thời điểm đó. Thì cũng là một người chưa bao giờ nộp tiền đi học, nhưng mà em cũng đã đăng ký cái khóa combo của thầy. Tuy nhiên rằng là sau khi đăng ký xong thì em bị mất cân bằng về mọi thứ. Lúc đó em còn đang làm về một công ty mỹ phẩm, nhưng mà vì là có những cái lý do riêng nên em làm thêm một công ty nữa liên quan đến một cái sản phẩm khác. Và sau đó thì em gặp thầy, nhưng mà vào cái thời điểm đó thì nó bị mất cân bằng về hai bên của mình. Tại vì em làm về cả hai bên đều là làm lớn nên là bị mất cân bằng khá lớn và ảnh hưởng đến hệ thống. Và sau khi quay trở về thì em cũng có những cái khó khăn của riêng bản thân mình, đó như là lúc đó công ty của em cũng có những cái khó khăn riêng. Lúc đó thì em cũng phải quay trở lại để mà khắc phục lại tất cả mọi thứ. Và em cũng đã thật sự là cái lời đầu tiên em nên nói và cần nói trong xuyên suốt trong những cái thời gian vừa rồi, đó chính là lời xin lỗi thật sự là đến thầy. Và xin lỗi thầy rất là nhiều, bởi vì đã đăng ký học khóa combo con nít rồi, nhưng mà vì cái cuộc sống và vì những cái thử thách em đã phải xin thầy để rút lại. Tuy nhiên rằng là thầy là một người đầu tiên chạm đến trái tim của em, và cũng là một người đầu tiên giúp em đưa ra quyết định để học tập. Em cũng chỉ gọi là rút về một phần nào đó như cái khóa become the leader em vẫn để dành lại. Đầu tiên là vẫn mong muốn rằng là để được thầy yêu thương cũng như là để được thầy quan tâm, và cũng mong muốn rằng là sẽ có cơ hội thì mình trở lại học. Và sau khi em cân bằng lại mọi thứ xong, công việc công ty gia đình ổn định tạm xong, thì em quay lại để em làm. Em vẫn nghĩ rằng là vào cái thời điểm học kinh doanh thực chiến xong ấy, cũng được tham gia học thầy 1 2 lần, thì thầy có gieo cho em một cái từ gọi là kinh doanh hệ thống mà em rất ngấm. Em nghĩ rằng là cho dù có khó khăn như thế nào đi chăng nữa thì mình học kinh doanh hệ thống được. Và khi mà em trở lại điểm cân bằng thì em lại nhớ đến một cái từ khóa của thầy. Cho dù là lúc đó chưa có điều kiện để học thầy, nhưng mà cái từ khóa mà thầy cho em ấy chính là cái từ tập trung. Vậy thì lúc đó em tập trung lại và em đưa ra cái sự lựa chọn của mình là sẽ tập trung vào công ty nào. Vậy thì hiện tại công ty mà em đang làm thì là một cái công ty làm em đã lựa chọn để tập trung. Và cho đến thời điểm này thì đã có rất nhiều lần em soạn tin nhắn và mấy lần rất nhiều lần định gửi cho thầy, nhưng mà lại có một cái điều gì đó làm cho mình cảm thấy là mình không đủ can đảm, mình không đủ can đảm để gửi cho thầy. Và thật sự là xuyên suốt trong thời gian vừa rồi thì em chỉ có theo dõi thầy, và cũng có rất là nhiều những cái điều mà em cần phải thay đổi. Và sau khi em quay trở lại để phát triển hệ thống thì lúc đó em cũng chỉ còn khoảng tầm 10 người mà đang làm việc cùng em thôi. Em cũng rất là loay hoay, nhưng mà cũng rất là nhiều lần em cũng chưa chọn được một người thầy cho mình, và em đã nghĩ đến thầy. Và ngay tại cái thời điểm đó là năm cuối năm 2019, cho dù là không còn phải là con nít của thầy, nhưng mà em đã nghĩ đến cái có một cái buổi mà thầy có xem cho em về cái mật mã ngày sinh, thì em bị thiếu con số 5. Và thầy còn nói với em rằng là thầy là một người đầy con số 5, có thể giúp được cho em. Và em nhìn con số 5 thì thực ra không biết, lúc đấy mình cũng không biết là công thức về kinh doanh hệ thống nó như thế nào cả. Và em đã lựa chọn chọn con số 5 để quy hoạch tại đội nhóm của mình. Bởi vì là cho dù là nó không có công thức, nhưng em nghĩ rằng là với một cái đội nhóm mà mình có thể giúp họ phát triển được ấy, thì em cũng đã lựa chọn con số 5 để mà phát triển đội nhóm của mình. Trong cái thời gian đó thì cũng có rất là nhiều những cái khó khăn, bởi vì là mình không có đủ cái điều kiện để mà đi học. Nhưng mà em cũng có thực sự là cũng có một cái sự sao chép là em đi học các bốt khác cũng rất là nhiều. Và khi mà học xong ấy thì em quay trở lại và em làm theo đúng cái con số 5, theo linh cảm của mình và làm. Thì lúc đó cái lúc mà em mất cân bằng đấy thì gần như em là top rep của công ty. Nhưng sau khi em áp dụng vào cái cách làm đó thì là hiện tại thì em thật sự là có rất nhiều những cái có lúc thấy mình là không phải là nhỏ bé, nhưng mà khi mà vào công rồi thì thật sự là nó là một cái môi trường rất là bao la và rộng lớn dành cho chính bản thân em. Và thật sự là có những đôi lúc mình cảm thấy bị choáng ngợp, tuy nhiên rằng là
Đêm qua em cũng là suy nghĩ lại rất là nhiều. Đầu tiên là em cũng nghĩ, từ trước đến giờ em luôn nghĩ rằng không biết là thầy có giận mình hay không, không biết là thầy còn có nhớ đến em nữa hay không. Bởi vì là ngày trước khi mà đăng ký học với thầy ấy, thì cũng đã có những cái trải nghiệm cùng thầy, được đi vào Sài Gòn học cùng với thầy và được đến nhà thầy chơi ma sói, rồi là rất là nhiều những cái kỷ niệm nó ùa về. Thật sự là nó rất là nhiều những cái kỷ niệm, những cái cảm xúc. Em cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể chạm đến được một người thầy gọi là cao cả và vĩ nhân như vậy. Nên thực sự bản thân em ấy, sinh ra trong một cái gia đình rất là nghèo khó. Em học đến lớp 12 thì bố em cũng qua đời và nhà có ba chị em thôi. Thì em cũng thật sự là đi học đại học là một cái hành trình rất là khó khăn và gian nan đối với mình. Thì em đi học thì ngay từ những cái ngày đầu tiên cũng đã phải vừa đi học và vừa đi làm. Và thật sự là cái công việc đầu tiên mà em làm không có cái gì nó cao cả và vẫn là chỉ là đi tiểu bác thôi. Nhưng sau cái một thời gian như vậy thì mình bắt đầu cũng phải đi tìm kiếm thêm công việc khác, nhưng nó cũng giúp cho em được cái sự định hình là mình phải ở Hà Nội. Và những cái khó khăn thật sự là rất nhiều khi em đi đến thầy mà rất nhiều tin nhắn được soạn lên, nhưng mà thật sự là nó không đủ can đảm để gửi cho thầy. Nên là qua ngày hôm nay thì lời được thật sự là em gửi lời xin lỗi đến thầy và mong rằng là cái sự đưa ra quyết định đầu tiên của em là lựa chọn thầy, và thầy cũng là người đầu tiên chạm được đến trái tim của em. Thì em cũng mong muốn rằng là sau cái BTL B8XL này, mong được thầy chào đón em lại một lần nữa, cũng như là mong muốn tất cả các anh chị của Phoenix sẽ chào đón em và sẽ giúp đỡ em nhiều hơn. Hiện tại thì em cũng ngày gặp thầy thì em cũng là một nhà phân phối bình thường thôi, rất là nhỏ bé, nhưng mà sau một cái thời gian mà nỗ lực thì ngày hôm nay thì em cũng đã có một cái vai trò ở bên công ty phẩm này, thì hiện tại em cũng là CEO chỉ đứng sau chủ tịch thôi đó. Và em cũng đã có được những cái ước nguyện của cho mình, đó là cũng mua được nhà và xe và cũng xây được nhà cho mẹ rồi. Tuy nhiên rằng là em rất rất cần cái sự giúp đỡ của thầy trong cái thời điểm này, bởi vì em nhận ra một điều rằng là trong lãnh đạo thì em biết là có khoảng tầm rất nhiều cấp độ lãnh đạo, nhưng em biết rõ nhất là có lãnh đạo về bản thân, lãnh đạo về đội nhóm và lãnh đạo của lãnh đạo. Và em cũng đang gặp những cái khó khăn trong cái việc là lãnh đạo của lãnh đạo. Em cũng đã tạo ra cho mình được 5 CEO, và trong cái thời điểm này thì đang có một cái sự vận hành và cái hệ thống bắt đầu lớn lên đến khoảng 800 người rồi, thì em cảm thấy là nó rất có nhiều cái nó bị choáng ngợp và rất là nhiều những cái mà em không thể xử lý được. Nên là khi mà em quay trở lại học học thầy ấy, em đã nghĩ rằng là không biết là thầy có giận mình không, hay là thầy có còn chào đón mình nữa không. Mà khi thấy trợ lý nhắn cho mình thì em cảm thấy rằng là cái lúc mà mới rời đi ấy, thì gần như là tối nào em cũng vào xem là xem thầy có black Facebook của em không. Đấy là cái việc mà những cái ngày đầu tiên khi mà em rời khỏi đó. Tuy nhiên rằng là em thấy rất là vui, lúc nào cũng vẫn thấy chữ bạn bè ở đấy, thì có nghĩa rằng là thầy rất là tuyệt vời. Nhưng mà cái quan trọng nữa là em cần phải nói gì với thầy. Thật sự là nó có nhiều cái nó đảo lộn, mình không biết là phải bắt đầu từ đâu. Sau khi mà thấy các em trợ lý nhắn tin cho em ấy, thì em đã nhận thấy rằng là chắc là thầy vẫn còn nhớ đến mình và chắc chắn là thầy vẫn còn chào đón mình. Nhưng mà cái hôm đầu tiên học xong ấy thì em cũng có rất nhiều cảm xúc và mang tâm thái của một người mới để học thầy. Em cũng mong muốn rằng là một lần nữa được thầy thu phục chính mình, để mình thật sự một lần nữa là bằng cái cảm nhận, bằng bởi vì em sống rất là tình cảm, nên là mong rằng mọi thứ đến từ chính cái cảm nhận của mình chứ không phải là đến từ những cái việc là người khác đánh giá thế này thế kia. Nên là em học xong đến ngày hôm nay thì thật sự là nó cảm xúc nó tuôn trào, và bản thân em thì là một người sống rất là nội tâm. Em vẫn nối tiếp một cái điều rằng là cái lúc mà em gặp khó khăn đấy, sao em không dám nói với thầy là em đang gặp khó khăn gì, mà tại sao em phải mức em rút tiền ra để em lo cho cái công việc đó. Nhưng thật sự là em thấy cái quyết định của mình đúng đắn nhất vẫn là bảo toàn lại cái khóa B8XL này, để thật sự là hơn 2 năm rồi mới có được học cái khóa B8XL đầu tiên của thầy. Và cái mà em cần chắc chắn nữa là sau khi mà mong rất mong muốn là sẽ được thầy cùng với tất cả anh chị em đi em anh chị em Phoenix đón nhận lại em, để cho em được học tập hơn, để cho em được phát triển bản thân nhiều hơn, và có rất là nhiều những cái kiến thức, rất là nhiều những cái mà thật sự là em thiếu, và thầy sẽ là người có thể bổ trợ cho em được. Mong rằng là thầy sẽ đón nhận em ạ. Em cảm ơn thầy và tất cả anh chị em đã lắng nghe những cái chia sẻ của em, vì nó là những cái cảm xúc mà em kìm nén rất là lâu rồi. Và em là một người sống là nội tâm nên rất khó để mà nói ra, bởi vì em nói ra em sợ là cái cảm xúc của mình ảnh hưởng đến người khác, sợ là có nhiều người họ đang rất vui nhưng mà những cái câu chuyện của mình
hay là những cái điều gì đó của mình sẽ làm cho các anh chị bị buồn hoặc là như thế nào đó, nên là em luôn luôn là người gọi là bị khổ về tâm hồn ạ. Em hy vọng rằng là qua những cái câu chuyện của anh chị ấy, chia sẻ xong thì em cảm thấy rằng là mình có đủ cái động lực, và mình thấy rằng à, chia sẻ câu chuyện của bản thân mình ra thì có rất nhiều người sẵn sàng lắng nghe, cũng có rất nhiều người sẽ đồng cảm với mình, và cũng có rất nhiều là các chị em sẽ cùng có những cái tâm sự giống như là em. Thật sự là em biết ơn thầy rất là nhiều sau 3 4 ngày học vừa rồi. Một lần nữa em cảm ơn thầy và thật sự là xin lỗi thầy rất nhiều ạ. Ok, Cảm rất ơn tuyệt thầy. vời. Cảm ơn Đinh Phương. À, anh nhớ em mà. Anh nhớ mà vào hôm qua anh còn nói với trợ lý là ớ, sao cô gái này lâu lắm mới gặp, lâu lắm mới gặp. Anh thì anh không block ai bao giờ đâu, chẳng qua là anh ít tương tác thôi chứ còn không block. Anh nhớ em từ những ngày mà anh xem sinh nhật vân tay à, xem mật mã ngày sinh cho em từ cái lớp học và cái em vào thời cùng với Hoàng Trang. Em vào thời cùng với Hoàng Trang. À, rất tuyệt vời. Cảm ơn em rất là nhiều. Sau một thời gian khi mà không nhìn lại, không Mặt gặp lại thì em đã mạnh mẽ hơn rất là nhiều rồi. Rất tuyệt vời. Và ở chỗ cô gái Đinh này thì hãy nhìn lại, hãy nhìn trong màn hình, hãy nhìn vào màn hình của mình thì sẽ nhìn thấy anh ở đằng sau. Tại sao tôi lại muốn là các anh chị phải thấy tôi đằng sau? Các anh chị nếu như để ý thì luôn tôi luôn đứng đằng sau các anh chị. Tôi luôn đứng đằng sau các anh chị. Và biểu tượng đó đang là khoanh tay hay giang tay thì các anh chị cũng sẽ biết. Tại sao tôi lại thiết kế cái biểu tượng này và tại sao anh chị lại thấy nó và anh chị thấy nó đẹp? Có nhìn thấy biểu tượng của sự giang tay không ạ? Của sự chào đón đúng không ạ? Luôn luôn chào đón và luôn luôn mong chờ và chào đón bạn quay trở lại với tôi. Đây là luôn luôn như vậy. Về các bạn mà lâu rồi không tương tác, tôi vẫn cứ đang chờ. À, tôi vẫn cứ đang chờ, tôi vẫn cứ đang chờ. Tôi vẫn đang chờ. Cảm ơn các anh chị, cảm ơn đến Đinh Phương và cảm ơn cảm đến ơn tất thầy cả chúng ạ. ta.